Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghĩa Economics. Hôm nay ngày 12 tháng 5 năm 2024, tôi xin nhắc lại một bài giải ảo về văn hóa với tiêu đề Việt hóa lịch sử. Đầu xuân nói chuyện giặc, từ cờ đen đến cờ đỏ, từ thế kỷ 21 mà nhìn lại Trung Quốc, ta nên nhớ đến hai chứ không phải một biến cố Tân Hợi, mà cả hai biến cố đều có ảnh hưởng đến Việt Nam. Nhưng thế nào là lý sử, về lý và sử, thì sau khi nhấp chén trà xuân, xin hãy nói về sự việc trước. Đến lý luận sau, đúng 160 năm trước, ngày 11 tháng Giêng năm 1851, Hồng Tú Toàn nổi dậy tại Quảng Đông và mở ra phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Phong trào mang hình thức tôn giáo, chỉ hình thức thôi, vì Hồng Tú Toàn là thầy đồ theo Công giáo và áp dụng 10 điều dân của đạo Kitô trong chương trình cách mạng phản thanh, phục minh và sự tham ô. Do sự bất mãn của người dân, phong trào lập tức lan rộng như vết thuốc súng. Trong 6 tháng đã làm chủ 16 tỉnh và hơn 600 thị trấn ở miền Nam Trung Quốc và lấy Nam Kinh làm thủ đô. Thực chất thì đây là nội chiến khiến nhà Mãn thành kiệt quệ, từ 20 đến 50 triệu người bị giết, một trong nhiều kỷ lục lịch sử báo hiệu những tổn thất sinh linh sau này của thời Mao. Nhưng yếu tố tôn giáo của vụ này khiến chúng ta hiểu vì sao mà ngày nay lãnh đạo Bắc Kinh lại sợ giáo phái Pháp Luân cũng như sợ ta. Thời ấy, nếu tiếp tục đánh thì Hồng Tú Toàn đã có thể làm chủ cả Trung Nguyên, nhưng đạo binh chân đất của ông lại dừng chân xây dựng chính quyền cách mạng trong vùng giải phóng. Và mâu thuẫn nội bộ, phụ thanh trừng và tàn sát tại Thiên Kinh năm 1856, đi cùng chất hoang tưởng của cuộc cách mạng nửa đảo nửa rời khiến Thái Bình Thiên Quốc tàn lụi dần sau gần 15 năm tồn tại, rồi bị nhà Mãn thành tiêu diệt. Hồng Tú Toàn tự tử năm 1864, điều đảng tàn giã và chạy ra phía Quảng Tây và Vân Nam. Đã bị suy yếu bởi chiến tranh nhà Phiến năm 1840 đến 1842, nhà Đại Thanh lụn bại dần và không đương cự nổi với áp lực của Liệt Cường. Nhưng bên trong xã hội, tinh thần bình đẳng và sự kiện đám dân khởi nghĩa dám thách đấu chính quyền trung ương trong hơn chục năm có đưa tới những suy nghĩ mới trong tâm tư dân chúng. Yếu tố tâm lý ấy góp phần dẫn đến biến cố Tân Hợi kia. Tiên lửa bật lên từ một đoạn đường xe lửa do Thanh Triều giao cho ngoại quốc khai thác đã dẫn tới vụ khởi nghĩa Vũ Xương rồi cuộc cách mạng năm 1911. Cách mạng lật đổ nhà Mãn Thanh, xóa bỏ chế độ quân chủ mấy ngàn năm và lập ra nền Cộng hòa. Đó là Trung Hoa Dân Quốc. Cuộc cách mạng Tân Hợi ảnh hưởng đến các nhà cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Từ Việt Nam qua phục hội của cụ Phan Bội Châu năm 1912 với chủ trương khôi phục Việt Nam và kiến lập Việt Nam Cộng hòa Dân Quốc cho đến Việt Nam Quốc dân đằng sau này. Chuyện ấy chúng ta đều biết, nhưng lại ít chú ý đến biến cố Tân Hợi kia của Hồng Tú Toàn. Riêng có việc sư đảng Thái Bình Thiên Quốc đã có mặt và tham gia vào nỗ lực chống Pháp trong những hoàn cảnh kỳ lạ của nước ta là điều đáng nhắc lại. Đấy là lúc mình nhớ tới Lưu Vĩnh Phúc. Lưu Vĩnh Phúc, tự Uyên Đình, với mũ Mão Mãn Thanh, sinh năm 1837 tại vùng đất hoang vu miền Nam mà các nhỏ thần Mãn Thanh cho là khu vực Ma Quỷ và Man Di. Mọi giờ, đưa tổng quân với tàn dư của Thái Bình Thiên Quốc rồi cầm đầu đám giặc cờ đen, trở thành lãnh chúa vùng Lào Cai của Việt Nam trước khi tham gia chiến cuộc giữa quan Pháp và Mãn Thanh trên đất Việt. Sau này, Lưu Vĩnh Phúc là tổng binh tại Quảng Đông rồi tổng thống Đài Loan trước khi tả thế năm 1917. Như Tôn Dật Tiên hay Đặng Tiểu Bình sau này và Hồng Tú Toàn trước đó, Lưu Vĩnh Phúc là người gốc Hẻ, Hà Ca hay Thách Gia, cũng sinh tại Quảng Đông và là tay chọc trời quấy nước. Sinh năm 1837 trong một gia đình nghèo khốn, Lưu Vĩnh Phúc có lúc làm quyền Tổng thống Đài Loan Dân Chủ Quốc là Cộng hòa Đài Loan Dân Chủ vào năm 1895 khi đất này bị Nhà Thanh nhượng cho Nhật Bản và nổi lên đòi độc lập. Ngày nay, trên đường phố Đài Bắc vẫn còn con đường và trường học mang tên Vĩnh Phúc và cả di tưởng của ông ta. Từ xuất xứ bần hàn, mù chữ và đói ăn, rồi Quảng Đông dạt qua Quảng Tây làm thuê rồi làm sạp, đến thời lẫy lừng làm Tổng binh rồi Tổng trưởng Dân đoàn Quảng Đông và Tổng thống Đài Loan. Lưu Vĩnh Phúc đã thành danh tại Việt Nam rồi là cờ đen. Thủ lãnh của đám thổ phỉ ta gọi là giặc cờ đen, Lưu Vĩnh Phúc là tay đánh mượn đã hoạt động tại Việt Nam từ 1865 đến 1885 và lập thành tích là trong vòng 10 năm hai lần giết chết hai tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp tại Hà Nội, đại úy Francis Dani ấy năm 1873 và hải quân đại tá Henry Vieira năm 1883. Hình, câu giấy của Hà Nội, nơi Francis Garney ấy bị phục kích và giết chết ngày 21 tháng 12 năm 1873, rồi Henry Vieira vào ngày 19 tháng 5 năm 1883, triều tự Đức sở Pháp trả thù bèn xưng thần và cầu cứu Mãn Thanh. Sinh tại Khâm Châu của Quảng Đông, nay thuộc Quảng Tây, Lưu Vĩnh Phúc siêu tán trong đói rách và làm thuộc hạ Ngô Lăng Vân.
một bại tướng của Thái Bình Thiên Quốc tại miền nam nước Tấu. Sau khi Lăng Vân bị giết, Lưu Đi ăn cướp và quay lại đầu thủ con của Lăng Vân là Ngô Côn rồi bắt đầu sự nghiệp Việt Nam. Khi đó con của tên là Đại Nam, sự nghiệp ấy là làm thổ phỉ dưới lá cờ đen, vừa để kiếm ăn vừa tránh sự truy nã của Thành Triều. Trong khi kiếm ăn thì lực lượng chỉ còn 500 mạng của Lưu Vĩnh Phúc đã tranh hùng với các tộc trưởng người Mông mà ta ưa gọi là mèo trên vùng Thượng Du và Trung Du miền Bắc. Thế rồi, vì một thủ lĩnh người Mông lại đòi chống quân binh Đại Nam, Triều Nguyễn bèn chính thức ban cho Lưu Vĩnh Phúc chức cửu phẩm Bách Hộ và cho bình định khu vực nhiễu nhương này. Nhờ cả thế đó, Lưu Vĩnh Phúc đòi chiếm luôn thị trấn Lào Cai để khai thác, thu thuế và kết nạp tàn dư của Thái Bình Thiên Quốc bị nhà Thanh dượt qua từ bên kia biên giới. Có lạ không nào? Chúng ta có một khu vực hiểm trở là nơi sinh sống của các sắc dân thiểu số, nơi tung hoành của nhiều đám ăn cướp có võ trang và là nơi tạo thành của hai triều đình đều khung suy yếu là nhà Thanh nhà Nguyễn và triều Nguyễn của ta phong chức cho một đám thổ phỉ Tấu để an dân. Trong khu vực đó đã có lúc nổi lên ba lá cờ, nào cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, cờ vàng của Hoàng Dung Anh, cháu của Ngô Lăng Vân, thủ lãnh cũ của Lưu Vĩnh Phúc và cờ trắng của Bàn Văn Nghị. Nhưng chưa hết lạ, sau khi giữ được quân cờ vàng, Lưu Vĩnh Phúc được nhà Thanh bảo trợ, phong tước, nên vui vẻ dốc tóc theo kiểu mãn dù đa số quân cờ đen là người tráng, người chủ an, nghĩa là trong khu vực bất trị ấy, thủ lãnh cờ đen được cả hai triều Thanh và Nguyễn phong tước. Năm 1873, phò mã Hoàng Tá Phiêm của ta còn đề nghị cho Lưu lên chức phong ngự sứ, mà triều tự được không cho. Cờ đen của Hắc Kỳ Quân thật ra là màu đỏ viền đen, hình trên là chế lợi phẩm tịch thu năm 1885, hiện trưng bày trong Viện Bảo tàng Quân đội Pháp tại khu Invalides ở Paris. Ở giữa là chữ lệnh, Lưu Vĩnh Phúc nằm mơ thấy mình là Hắc Hủ tướng quân tái sinh nên chọn cờ hiệu màu đen. Năm 1873 đó cũng là lúc Pháp tấn công thành Hà Nội, chuyện ấy khiến ta cần lùi về, nhìn lại, đọc cho vui, thì năm 1873, nhà văn Pháp Jules Verne xuất bản cuốn Vòng Quanh Thế Giới trong 80 ngày. Cuốn truyện được đăng từng kỳ từ năm trước và dựng ra hai nhân vật chủ tớ, nhà quý tộc Anh Phi Lè A Phò và anh quản gia Jean Passep và người Pháp. Cốt truyện là đọc nhật trình thế tin Ấn Độ vừa có thêm một đoạn xe lửa. Ông Phò đánh cược với bằng hữu trong câu lạc bộ cải cách một số tiền trị giá 20.000 anh kim, nay tương đương hơn 2 triệu Mỹ kim, rằng ông có thể đi vòng quanh thế giới nội trong 80 ngày. Chuyện này, ai mà không biết. Nhưng chi tiết phụ du ấy lại tiêu biểu cho hai chuyện. Đế quốc Anh đã mạnh rồi mà nước Pháp thì còn lại đã trên đường chinh phục thiên hạ. Quả thật như vậy ở ngoài đời và trong lịch sử. Trong lịch sử, Trung Quốc bị liệt cường Âu Châu tấn công lần đầu là từ nước Nga vào cuối đời Minh đầu nhà Thanh, sau đó trên cao điểm của cuộc cách mạng kỹ nghệ. Đế quốc Anh nhiều lần gõ cửa đòi giao thương, thiết lập bang giao và thương mại từ 1793 tới 1816 mà không gọi nguyện. Từ đấy mới Anh mới có hai mũi giáp công, tôn giáo và thuốc phiện, kết thúc với cuộc chiến tranh nhà phiến và hiệp ước Nam Kinh năm 1842. Sau khi chiếm Ấn Độ năm 1856, Anh đầy tiếp đà bành trướng cùng các liệt cường khác. Trong các liệt cường Âu Châu, Pháp chậm chân hơn cả dù đã đầu tư rất nhiều vào Nguyễn Anh trong thời nội chiến với Tây Sơn. Chuyện đầu tư không thành, thái tử cảnh công thọ và sự vụng về của Pháp trong vụ nổi loạn của Lê Văn Khôi tại Gia Định dưới thời Minh bạn toàn dẫn tới phản ứng cấm đạo của triều đình. Sau đó nội tình Pháp cũng hỗn loạn trong nhiều thập niên cho tới đệ nhị đế chế của Napoleon đệ tam năm 1851 khi tranh đoạt quyền bính. Ông hoàng đế này mà Victor Hugo gọi là Napoleon le Petit mắc nợ giáo hội công giáo, lại có bà vợ rất sùng đạo. Vì vậy, thương nhân, các tay phiêu lưu cùng các nhà truyền giáo cũ lôi kéo chính quyền vào Đông Dương. Lần đầu Pháp gõ cửa là bằng Đại Bắc bắn vào Đà Nẵng và các nhà truyền giáo thì khuyên hải quân Pháp tiến thẳng ra Bắc khai thác sự bất mãn của dư thần nhà Lê chống lại triều Nguyễn tại Huế. Thật ra, sĩ quan hải quân Pháp chẳng mấy ưa lời khuyên của các vị thừa sai. Họ muốn chuyện thiết thực hơn, chiếm vựa lúa miền Nam để uy hiếp triều đình Huế. Lại còn nghe các thương nhân chỉ cho một gã tắt đi vào Trung Quốc bằng sông Mekong, họ bắt kịp sự chậm lụt của Pháp trước đà bành trướng của Anh. Lầm lẫn về địa dư khiến Pháp đánh Nam Kỳ lục tình rồi mới thấy việc thông thường với Trung Hoa chỉ có thể thực hiện qua sông Hồng, chứ không phải sông Mekong. Vì vậy, sau khi uy hiếp miền Nam, chiếm ba tỉnh miền Đông rồi miền Tây, Pháp mới nhì lên miền Bắc. Một tay tứ chính là Sindhuput còn cho biết rằng Vân Nam có nhiều kim loại khoáng sản quý, có thể khai thác và chuyển về Hà Nội, đưa xuống Hải Phòng, vân vân. Từ 1872, Pháp chuẩn bị tấn công miền Bắc, mục tiêu là vào tới Vân Nam. Không ngoa ngụy chút nào vì đường xe lửa đầu tiên của Pháp thiết lập năm 1910 chính là để nối liền Hà Nội với
Vân Nam Phủ. Nó là cụ cố nội của đường xe lửa cao tốc ngày nay của Hà Nội. Mà chẳng ngẫu nhiên chút nào khi Bắc Kinh đã có sẵn các dự án xây dựng khu kinh tế biên vực với Việt Nam ở Vân Nam hay Quảng Tây, hoặc là đường xe lửa cao tốc từ Quảng Tây đến Tam Sapa qua lãnh thổ Việt Nam. Khi ấy, Vân Nam và Quảng Tây là còn vùng đất hoang, nơi tung hoành của mọi lực lượng võ trang. Và khi ấy, nước Nam đã có ba đầu. Lực lượng viễn chinh Pháp thì làm chủ Nam Kỳ, triều đình Huế chỉ cầm cự được ở Trung Kỳ. Còn Bắc Kỳ thực tế vượt khỏi tầm kiểm soát của triều Nguyễn, chiến sự miền Bắc được quyết định bởi quân Pháp ở Sài Gòn, bởi triều Nguyễn ở tại Huế và bởi một đám thổ phỉ dưới sự theo dõi của triều đình Mạn Thanh. Tức là việc tranh hùng giữa đế quốc Pháp và nhà Đại Thanh thực tế diễn ra trên lãnh thổ Đại Nam và qua 10 năm giằng xé thì thu gọn vào chiến trường Bắc Kỳ. Đấy là lúc tướng quân hai mũ Lưu Vĩnh Phúc, tay thổ phỉ được cả triều Thanh và Nguyễn sử dụng, trở thành hào kiệt, quân cờ đen có lúc là lực lượng cứu quốc. Nhiều chuyện xưa, nghe cứ như trong một bài điều văn, khi triều Tự Đức nghĩ đến cách nương vào Trung Quốc, Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Thủ Thành gửi mật sớ lên Thanh Triều, nước Nam và nước ta tiếp giáp với nhau mà thế lực nước Nam thật là suy hèn, không có thể tự chủ được nữa. Vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ ở các tỉnh thượng du, đợi khi có biến thì ta chiếm lấy mấy tỉnh ở về phía Bắc Hồng Hà. Bởi vậy, nhà Thanh mới sai Tạ Kính Bưu cùng Đường Cảnh Tùng đem quân sang đóng ở Bắc Ninh và Sơn Tây. Sau lại sai quan bố chính Quảng Tây là Từ Diên Húc đem quân qua tiếp ứng. Đó là lý do khiến ngoài đám giặc cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, Bắc Kinh phải thêm 4 vạn quân của hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây qua đánh Pháp. Rốt cuộc thì lãnh thổ Đại Nam thành địa bàn giao tranh giữa quân Thanh và quân Pháp trước sự lúng túng của triều đình vì nội loạn và kiệt quệ. Nhà Mãn Thanh đánh ký hòa ước Thiên Tân với Pháp vào năm 1883 để thừa nhận nhường chủ quyền trên đất nước ta cho thực dân Pháp, tang chứng danh rành rằng ta là một thuộc quốc của Tàu. Chiến lũy của quân Thanh tại Hưng Hóa của Việt Nam năm 1884, cứ như hình ảnh Điện Biên Phủ năm 1954. Thời ấy, một bậc văn võ toàn tài, có nhiều công lao chống giặc và trừ loạn của nước Nam là ông Ích Khiêm đã than phiền việc tướng tá của ta không ngăn được giặc Pháp mà phải thuê giặc Tàu. Áo chúa cơ vua đã bấy lâu, đến khi có giặc phải thuê Tàu, tướng phen vòng giá mau chân nhảy, đến bước trông ra thấy mặt Tàu. Tiền bạc quyên hoài dân xác mướt, chủ dê ngày hiền đưa sang bầu. Hai ôi hãy chống trời Nam lại, kẻo nữa dân ta phải cạo đầu. Chuyện bi thảm trong ngàn nhiều bi thảm, ông Ích Khiêm về sau bị tù và chết trong ngục Bình Thuận, có khi vì đánh độc dược. Lý do, chống hai đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. Thời điểm 1884, khi Pháp nốt hết Việt Nam với hòa ước giáp thân. Sau đấy, nghĩa là sau này, ta lại tái diễn sai lầm cũ khi Cộng sản Việt Nam mượn quân Tàu đánh Tây, đánh Mỹ, và lần này thì chưa biết là làm sao thoát vì Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận là phụ dung của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà Trung Quốc thời này lại không mục nát rêu rã như nhà Mãn Thanh thời xưa. Chuyện trăm năm trước chính là chuyện ngày nay. Khác với ngày xưa có giặc cờ đen, nay ta có giặc cờ đỏ nằm ngay trong triều đình Hà Nội. Nhưng đầu xuân sao là chuyện buồn. Đành xin tạ tội bằng một bài thơ vui. Số là sau khi Francis Garnier bị giết năm 1873, Tổng đốc Hà Nội là Trần Đình Thúc phải vâng mệnh triều đình hòa hoãn với Pháp và tổ chức lễ truy điệu. Cụ Tam Nguyên Yên Độ là bậc đại khoa Nguyễn Quyến được cử ra viết bài phản tế sau này được lãng nhân Phùng Tất Đắc ghi lại trong cuốn giai thoại làng nhỏ Than Ôi, một phút sạc cơ, già người thiên cổ, nhớ ông xưa, cái mắt ông xanh, cái da ông đỏ, cái tóc ông quăn, cái mũi ông lõ, đít ông cưỡi lừa, miệng ông huyết chó, ông đeo súng lục liên, ông đi dạy có ngỏ, ông ở bên Tây, ông sang bảo hộ, ông dẹp cửa đen, để yên con đỏ, nào ngờ, nó bắt được ông, nó chặt mất sò, cái đầu ông kia, cái mình ông đó, khốn khổ thân ông đủ mẹ cha nó, nay tôi, vâng lệnh quan trên, cùng ông một cỗ, nay chuối một buông, nay rượu một hũ, nay xôi một mâm, nay trứng một rổ, ông có linh thiêng, mời ông rời hổ, ăn uống no say, nằm cho yên chỗ, ôi ông nạc nhi ơi, nói càng thêm khổ. Ngày xưa, các cụ phi âm tên của Gani ấy giả nhạc nhi, ta nên nhắc lại cho đời sau khỏi quên. Không cần nói lại là sau vụ phiêu lưu và làm ẩu của Francis Gani ấy tại miền Bắc năm 1872, ông bị chính phủ Pháp quy cho là có trách nhiệm chính. Nhưng sau này, đầu năm 1983, thi thể của Gani ấy được khai quật, được hỏa táng. Lọ tro cốt được giao lại cho Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn ngày 2 tháng 3 năm 1983 và được chuyển về Pháp sau đó để chôn cất tại quận 6 của Paris trước một đài kỷ niệm ở công trường Camille Julian. Ngày nay, tên của Francis Garnier còn được dùng cho một chiến hạm vận tải nhẹ của Hải quân Pháp.
Sau khi xử lý thái tổ đội mũ bình thiên của Trung Quốc, bao giờ Hà Nội sẽ ra lệnh cho dân ta làm dỗ? Lưu Bình Phủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe. Hãy đăng ký làm thành viên của Nghĩa Economics để nhận các thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm tạ.